Địch Đại Nhật Ba Triệu Lộ Tư, cặp mỹ nhân song sát. Địch Đại Nhật Ba và Triệu Lộ Tư hiện đang là những tiểu hòa 9X hàng đầu showbiz. Cứ nhìn vào kịch bản đổ tới rồn rập là biết cả hai đang hot cỡ nào. Thật ra chúng tôi thấy Lộ Tư và Nhật Ba được ưu ái cũng phải thôi. Đơn giản vì cả hai không chỉ có lượng fan đông mà còn rất may mắn, phim của họ rất dễ được lên sóng. Cả hai như trở thành cặp song sát trên màn ảnh nhỏ, bởi cứ bộ nào ra là lên liền. Với Địch Đại Nhật Ba những năm gần đây, cô đóng khá nhiều phim. Nhưng nhìn quanh đi quẩn lại thì lượng tác phẩm trở nên sóng chỉ có 1-2 bộ. Mấy năm trước liên tiếp những bộ phim như Ngàn Lẻ Một Đêm, Tam Sinh Tam Thế Trầm Thượng Thư, Hạnh Phúc Trong Tầm Tay, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh đều lần lượt lên sóng mà không có bất cứ vấn đề gì. Năm ngoái, nữ diễn viên vừa quay xong Ngự Sao Kỳ thì đầu năm nay đã thuận lợi lên sóng, còn thu về độ hot và lượng view cực lớn. Nền tảng phát sóng cũng không ngừng đăng tải poster khoe chiến tích. Sau Ngự Sao Kỳ, Nhật Ba tiếp tục góp mặt trong An Lạc Chuyện và Công Tố Tinh Anh. Riêng bộ Công Tố Tinh Anh vừa quay xong đã lập tức có tin rằng phim sẽ lên sóng tháng 10 năm nay. Còn An Lạc Chuyện dù mấy lần fan phập phồng lo sợ vì Cung Tuấn vướng bê bối, nhưng sau mọi chuyện cũng qua và chỉ chờ cuối năm lên sóng. Chúng tôi nghe đâu phim cũng dự kiến tháng 8 rồi, nên nếu cả hai bộ này cùng chiếu vào nửa cuối 2022 thì Nhật Ba coi như diệt sạch những bộ trở lên sóng luôn. Trong khi đó, Triệu Lộ Tư cũng chẳng kém cạnh vì phim của cô ra mắt là đắt như tôm tươi. Nền tảng phát sóng sắp xếp lịch chiếu nhanh như cơn gió. Vài năm trước còn đóng web drama kinh phí thấp thì không ai để ý, chưa coi giờ mới thấy bộ nào của Lộ Tư cũng được chiếu nhanh. Từ Xuân Hoa Thu Nguyệt, Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta, Yêu Em Từ Dạ Dày, Vô Tình Nhặt Được Tổng Tài, Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử đều rất nhanh được lên sóng. Một trong những bộ may mắn nhất của Lộ Tư là Tam Thiên Nha Sát. Năm đó nữ phụ bộ này vướng ồn ào không hay, tưởng phim bị đắp chiếu, nhưng sau nhờ công nghệ AI đổi mặt nữ phụ mà thuận lợi lên sóng rồi. Dù vậy, phim bị chê khá nhiều vì gương mặt nữ phụ sượng chân, trông cả chút đáng sợ nữa chứ. Năm nay Lộ Tư cũng liên tiếp cả phim chiếu, Tranh Thiên Hạ và Tinh Hà Sán Lạn mới quay xong vào năm ngoái thì năm nay đã chiếu rồi. Ngõ Nhỏ tưởng sẽ phải chờ khá lâu nhưng lại được xét duyệt nhanh và sắp lên sóng vào tháng 9. Nếu bộ này thuận lợi chiếu, chỉ Lộ Tư coi như năm nay ba bộ lên sóng và chỉ còn lại bộ Hậu Lãng đang làm hậu kỳ, có lẽ phải năm sau mới chiếu được. Nhìn quanh thành tích chiếu phim nhanh như gió của Nhật Ba và Lộ Tư, chúng tôi thấy hai cô nàng này quả là may mắn. Giữa một showbiz đang đầy bất ổn, nghệ sĩ đua nhau bay màu vì vướng lùm xùm, phim ảnh bị liên lụy đắp chiếu thì Nhật Ba và Lộ Tư là sự lựa chọn an toàn nhất của các nhà làm phim. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!